Từ đầu năm 2023 đến nay, trung bình mỗi tháng, cả nước có hơn 19.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Tại Đồng Nai, con số này là hơn 700, tăng 45,8% so với cùng thời gian này năm trước. Rõ ràng, việc phục hồi kinh doanh sau dịch vẫn đang là một vấn đề hết sức khó khăn. Các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa vẫn đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp để duy trì hoạt động, vượt khó tìm cơ hội phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phòng khám chuyên khoa mắt Khoa Hương mới đây đã quyết định đầu tư thêm nhiều thiết bị công nghệ cao, áp dụng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh. Giải pháp này nhằm tạo tính đột phá trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Phòng khám chúng tôi thì luôn luôn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, áp dụng các cái biện pháp tiên tiến, đặc biệt là cái biện pháp mà AutoK thường xuyên đầu tư những cái trang thiết bị hiện đại, các cái máy móc, ví dụ như máy móc chụp hình màu đáy mắt này, máy chụp bản đồ giác mạc này, máy chụp hoàng điểm gai thị này, giúp chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân một cách chính xác nhất. Khi mà chúng tôi mà nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như vậy thì sẽ tạo niềm tin và uy tín cho khách hàng gần xa. Đối với đơn vị chuyên cung ứng suất ăn công nghiệp này, làm thế nào để suất cơm đảm bảo chất lượng, giá thành tốt nhất là vấn đề được chú trọng trong bối cảnh áp lực cạnh tranh là rất lớn. Ngoài tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, thì để duy trì hơn 600 suất ăn một ngày, còn có những giải pháp khác. Bên phía khách hàng á, thì mình phải đáp ứng được những yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả những cái yêu cầu của khách hàng để coi như là đáp ứng với họ. Giống như là tùy theo dạng khách hàng lớn, khách hàng nhỏ thì mình sẽ có những cái giải pháp cho họ phù hợp để tiết giảm cái chi phí và mang lại cái chất lượng bữa cơm dinh dưỡng cho cán bộ nhân viên của công ty thì họ mới giữ chân người họ. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, hàng loạt giải pháp cũng đang được các doanh nghiệp đặt ra. Trong đó, việc tiết giảm tối đa chi phí đầu vào, đẩy mạnh tiết kiệm để xoay vốn, dồn vốn cho các chương trình khuyến mãi, kích cầu và tạo ra lợi thế về giá trong lúc tìm kiếm đối tác đang cho thấy hiệu quả. Là về nhân sự á, thì khối văn phòng mình sẽ tiết giảm lại một số lượng nhân sự, nhưng mà mình sẽ nâng cao cái chất lượng và chúng giao thêm việc cho những cái nhân sự còn lại và mình tăng lương tăng thưởng để họ có thể làm tốt hơn công việc của họ. Và thứ hai, về khối trực tiếp thì mình liên tục, đó chính là mình nâng cao tay nghề để họ làm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng thì mới giữ chân được khách hàng. Hiện nay cả nước có gần 860.000 doanh nghiệp. Chính phủ cũng vừa đặt mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam có 1,5 triệu doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh sản xuất kinh doanh vẫn ảm đạm như lúc này, điều mà các doanh nghiệp mong muốn nhất là có thể được gia hạn nợ vay, hỗ trợ vốn, giảm lãi suất, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, đơn giản thủ tục hành chính.